Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay là tháng 4, 26. Bữa nay đi xuống vườn quay cho mọi người coi cái cây blueberry, trái của nó năm nay nhiều tới nỗi như vậy nè. Mọi người thấy trái chưa? Đây nè. Bên đây nè. Là do mình lặt lá đó. Nó cho trái rất là nhiều. Đó, mọi người thấy không? Trái của nó nè. Đó, chùm chùm chùm. Cái blueberry này á của mình là nó trồng trong chậu nè. Cái chậu này là 100 gallon. Mình mua ở bên Texas. Nó trái nhiều lắm nha. Blueberry. All organic blueberry, nhưng mà mình không có bỏ gì đâu, mà mình chỉ lặt lá. Cuối mùa đông vừa qua mình lặt lá mà nó ra trái, mọi người thấy trái không? Có trái chín rồi nè. Nè. Trái không mà nhiều lắm. Đó, everywhere. Cây này là mình mua lúc nó nhỏ lắm. Bây giờ nó cũng được 3-4 năm mà nó lớn lắm rồi nè. Thấy không? Đó. Cho mọi người coi. Chín rồi, nó có trái chín ở trong này. Xí, trái chín cũng khá nhiều. Bên kia nữa. Trái không à, năm nay trái kinh khủng luôn á. Đó, mọi người nhìn thấy trái dưới không? Trái nhiều lắm, ở đâu cũng là trái. Đó, thấy không? Rất là nhiều trái luôn. Bây giờ là đang tháng cuối tháng 4. Gần cuối tháng 4 bên đây trái rồi nè. Cuối tháng 4 mà blueberry nó nhiều trái như vậy nè mọi người. Đó, quá trời trái luôn. Trồng blueberry sướng lắm. Không có thích khe gì nhiều hết, cứ bỏ một chậu rồi tưới nước. Ở dưới đây là cải bè xanh dục đại mà nó lên nhiều quá, bây giờ nó muốn già rồi, mình phải không kịp ăn bánh xèo mà nó trồng sát quá, nó nhỏ nè, thành ra không có được tưới. Tưới đâu nè? Tưới đại mấy cái ổi đi. Nó mới đang quay phim. Cái cây quýt này là cây quýt này là năm nay là năm đầu tiên, năm rồi mình mới mua về nó không có bông, năm nay nó có bông rồi nè. Cây này là cái giống này đây, quýt này là quýt honey mandarin, hôm nay có bông rồi nè. Cây khá lớn so với năm rồi, bắt đầu phát triển. Nếu mà ai mà có coi cái video của last year thì sẽ thấy nó bự hơn nhiều á. Okay. And then cây này là cũng là cây quýt luôn, mà loại một giống quýt khác nữa. Nó cũng lớn hơn nhiều lắm rồi nè. Nó có đầy đủ nước đó. Trong này mình bỏ hệ thống nước, nó có nước nhiều nè. And then cây bưởi này là cây bưởi thanh trà Huế. Cũng lớn hơn, bắt đầu phát triển. Còn cái cây này đứng kế gần nó mà nó thơm ngào ngạt lắm mọi người ơi. Thơm lắm luôn á. Đó, cây này là cây bưởi, này là bưởi Oblanco. Cái loại bưởi này mình recommend thì nó không có nhiều chất axit, rất là ngon. Bông năm nay chắc mình nghĩ là trái rất là nhiều nè. Bông như vậy nè. Nhưng mà để coi đậu được bao nhiêu thì không biết, mà cái bông nó to. Thơm lắm. Đó, mọi người thấy bông nó không? Đẹp, quá đẹp luôn. Đó. Còn cái đây là cây quýt. Quýt này là quýt cái quýt này là cây quýt mà mình ngon lắm á, nếu mà nó chín nó rất là ngọt. Cái này gọi là cây tại không nói quên tiêu gold nugget đó. Nhiều trái lắm, bữa nay là hết rồi, còn có mấy trái à, bạn bè tới bẻ ăn hết rồi. Đó, nhiều lắm. Mà bây giờ chỉ còn len lỏi vài bãi trái sống sót nè. Nhưng mà nó có thể nói người ta ra bông hết rồi, bây giờ mới ra đọt rồi, không biết nó có được có bông không nữa. Tại vì nó có trái, nó phải nuôi trái nên nó bị, hình như nó bị chậm so với những cái cây khác. Còn cây này cây phì phà. Mình trồng năm nay thấy cũng lớn, khá là lớn luôn á. Phát triển lại nó. Bây giờ vô cái greenhouse nha. Greenhouse ở đây là ngò gai mình trồng. Đây là ngò gai này nha. Đó, cái này ngò gai.
Còn cái cây này là cây mãng cầu nè, nó ra bông rồi nè, mùa này tháng 4 nó đã ra bông rồi đó, mọi người thấy cái bông đó không? Cũng khá là nhiều bông. Đó, cây thanh long thì mới trồng xuống, thanh long này ruột màu tím. Màu tím sen. Còn ở đây là cây đu đủ của mình. Đu đủ của mình năm nay bắt đầu có bao nhiêu trái đây? Đó, đu đủ nè. Mình ở miền Bắc Cali nhưng mà vẫn trồng được đu đủ, nhưng mà trồng ở trong nhà kho, ở trong nhà greenhouse chứ lộn. Đó, còn ở dưới này là mình đang ương, mình trồng xà lách son. Mọi người thấy không, xà lách son nè. Đó, mình trồng trong trạng thái là ẩm thôi. Đó, xà lách son. Còn ở đây là cây mãng cầu. Đây, cây mãng cầu. Cây mãng cầu này đã ra bông. Mọi người thấy bông mãng cầu không? Đó, tháng 4 thì nó ra bông. Mình lặt lá sớm thì nó sẽ ra bông sớm đó. Mà hy vọng là nó sẽ đậu được trái. Nó hơi khó đậu trái lắm. Nó cũng có khá nhiều bông nè. Mọi người thấy bông của nó nhỏ nhỏ là sắp sửa ra nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đó, thấy nó cũng good. Đó là cây mãng cầu. Cái greenhouse đây à, bên đây cũng có một cây đu đủ lùng mà vẫn có trái nhỏ xíu xìu xiu. Đó, đây trái đu đủ đây. Mình ở miền Bắc Cali nha. Còn cây này cây xoài. Xoài thì chưa thấy ra bông nhưng mà thấy cũng tốt lắm đó. Sofa nè, mọi người thấy nó cũng tốt, nó mới vừa qua được một cái mùa đông. Còn ở đây là cây mận. Cây mận này gọi là sugar. Cây mận đường. Mình lặt lá hết rồi, bây giờ nó ra lặt hết lá nè. Bây giờ nó đâm đọt nhiều lắm nè, mọi người thấy không? Có thể nói cây mận này là trồng năm nay là 2 năm rồi nhưng mà chưa có trái. Thấy nó lớn mình chưa có trái. Hy vọng có bông. Đây cái lá già mình phải đập nó đi. Đó, dục xuống đây. Dục xuống đây. Còn đây là một ề rau dền của mình. Cắt ăn được rồi đó. Còn đây cây cóc. Cây cóc chỉ còn có mấy trái cóc thôi. Đau khổ. Nguyên một mùa đông nó qua được là nó cũng hay lắm rồi. Đó, đây là cây cóc nè. Chia sẻ với mọi người nha. Cái cây này là cây trứng cá. Mình ở bên Mỹ nhưng mà mình cũng trồng được cây trứng cá nè. Cây này là cây trứng cá. Nếu mà ai mà ở Việt Nam, ở quê thì nó hay mọc đó. Mình nhỏ mình hay ăn lắm. Nó có trái đây mọi người. Lúc mình mua chắc khoảng một gang tay thôi. Nhưng mà trồng có một năm nó rất là lớn lẹ luôn á. Trồng vô chậu nhỏ gì thôi nè. Có một gang tay thôi nhưng mà một năm nó ra được bao nhiêu đây? Cao như vậy. Thấy không? Bây giờ đang có bông và có trái. Đó là bông trứng cá nè. Đây là bông nè. Để coi có cái trái thì mình quay cho mọi người coi cái trái trứng cá nè. Mọi người thấy trái trứng cá chưa? Trái nè. Ăn trứng cá thì mình thấy trên TV nói là rất là tốt, rất là good. Mình ra mình mua về trồng thử. Với lại ăn cái này nhớ rồi tuổi thơ lắm. Đó, cây trứng cá. Còn cái cây này là cái cây tiêu mình mới vừa trồng. Không có cái lá nào hết. Còn cái cây này là cây thần kỳ nè. Nó cây thần kỳ. Ăn nó vô xong rồi thì mình ăn chanh nó cũng ngọt luôn á. Ok. And then cái cây này là cây đu đủ. Nó qua được cái mùa đông mà nó ốm nhôm. Còn cây này là cây me. Mình cũng mới vừa lặt lá cho nó hết rồi. Còn cái cây này là cái cây khế. Mới vừa trim nó xuống. Đó. Thì ở trong greenhouse thì mình bây giờ thì đại khái chỉ có bao nhiêu cây thôi. Đó. Cây này cây ổi nha.
cái ổi này hơi khó trồng lắm, nó không đậu trái được, không biết tại sao nữa. Mình thích trồng đu đủ quá, đu đủ thấy có vụ có lý thấy phân hơn. Mấy cái khác khó trồng không có ăn. Đó. Để mình quay ra đây cho mọi người coi nha. Xà lách này nhiều lắm á, nguyên một ề xà lách luôn. Ờ, cái này nè. Cái cam. Cái này cái cam nè. Cái này là cái nhãn. Nhãn của mình đây, thấy nó cũng lớn hơn so với năm rồi. Cây xoài, ô cây apple ra bông đẹp quá mọi người ơi. Cây apple này của anh Sơn tặng, nó có nhiều bông khác nhau, nó nhiều giống 5 loại trên một cái nhà cây này đó. Mình ra cây này mình rất là quý apple. Còn cây này á, mọi người biết cái gì không? Cây này cây dâu, có trái nhiều lắm nè, thấy trái chưa? Quá trời trái luôn. Dâu ăn rất là tốt. Đó, cây dâu nha mọi người. Cây dâu thứ mà cho tầm ăn lá dâu á. Tốt lắm. Thấy trái không? Trái nhoi hết. À, trái nó nhìn giống con sâu. Mọi người thấy không? Thấy trái nhìn giống con sâu, ghê. Ngọt. Còn cây này cái lựu mà lựu ngọt nè. Cái lựu mà không có hột luôn á. Không biết có trái không năm nay. Cái ổi lạc lá giờ thì nó ra bà đọt rồi nè. Đó, sofa mấy cây này mình lạc lá hết rồi. Ổi là phải lạc lá. Mọi người thấy không? Mỗi một cái lá mà mình mỗi một cái lá mình lạc đi nó sẽ ra một cái nhánh nè. Nè. Nó ra một cái đọt, nó ra rất là nhiều nhánh, nó rất là xum xê một bên, mỗi một cái lá là một cái đọt. Thành ra cứ lặt lá, ổi là phải lặt lá. Đó, mọi người thấy nó ra đủ nhỏ 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 đầy hết không? Nó bên đây cũng vậy, bắt đầu nó ra rồi. Đó, mình lặt như vậy thì nó mới, cái tàn nó mới lớn được, chẳng hạn như cây này ra nè. Đó, thấy chưa? Còn thanh long thì có một người bạn, anh hổm xuống, anh chỉ cho mình cắt hết trơn toàn bộ cái đầu của thanh long nè, cắt xéo như vậy. Mọi người thấy không, ảnh cắt hết trơn rồi nè. Ảnh nói cắt như vậy nó sẽ ra trái, nhưng mà không biết có ra hay không. Nhưng mà mình trồng 3-4 năm rồi, không có trái. Đây là nguyên cây thanh long của mình đó. Nguyên cái dàn thanh long luôn. Lớn lắm mà không có trái á. Bởi vì ok, còn bộ trên kia là cây trái, nó găm nhiều trái, nhiều nhiều cây lắm rồi, nhiều bông rụng xong rồi ra trái nhiều. Đó, cho mọi người coi. Ồ, quay cái cây này là cây cây pear. Cho mọi người coi cái pear này nha. Cầm hơi gung gung. Cây pear năm nay là năm thứ tư. Ra quá là nhiều bông luôn. Ngạc nhiên luôn á. Đẹp quá, bông trắng tươi luôn rồi nè. Đây là cái pear. Còn cái cây này á hả? Cây này là cây gì? Raspberry. Có trái nhiều lắm nha. Tốt chứ sợ. Bông này đẹp quá, bông pear đẹp ghê luôn á. Trắng trắng chùm chùm, giống bông mai mình vậy đó. Love it. Ok, hôm nay mình chia sẻ với mọi người bao nhiêu đây nha. Ok, bye bye. Chào tất cả mọi người.